Bản tin Bộ Y tế ngày 25 tháng 7 năm 2022 cho biết, cả nước có 896 ca COVID-19, có 5.692 ca khỏi. Trong ngày không có ca tử vong nào, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.768.844 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.636 ca nhiễm. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5.692 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.866.968 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 29 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 25 ca, thở oxy dòng cao HFNC 3 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 0 ca, ECMO 0 ca. Từ 17:30 ngày 24 tháng 7 đến 17:30 ngày 25 tháng 7, ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 24 tháng 7, có 300.706 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 242.808.103 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.373.183 liều, mũi 1 là 71.317.539 liều, mũi 2 là 70.349.750 liều, mũi 3 vaccine Abdala là 1.515.150 liều, mũi bổ sung là 12.534.521 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 47.598.516 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 8.057.707 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 20.135.950 liều, mũi 1 là 9.034.976 liều, mũi 2 là 8.681.920 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 2.419.054 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 11.298.970 liều, mũi 1 là 7.537.967 liều, mũi 2 là 3.761.003 liều.